Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Phật giáo đồng hành cùng tuổi trẻ. Chương trình được chủ nhiệm bởi Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 5, cũng là vị chứng minh trong chương trình ngày hôm nay. Chứng minh trong chương trình cũng có Thượng tọa Ngộ Chân Thành, phó ban thường trực khóa tu mùa hè. Đến tham dự trong chương trình ngày hôm nay có người mẫu diễn viên Trương Thị Mây, pháp danh Tâm Lạc. Và tham dự trong chương trình ngày hôm nay, Phật tử Phạm Nữ Hiền Ngân, pháp danh Ngọc Nga. Và giờ đây, Tâm Huy không sao quên giới thiệu sự hiện diện của hơn 6.000 chúng viên đã chính thức tham dự khóa tu và có mặt đông đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, các bạn trẻ thân mến, thời gian thì cứ dần trôi qua, mang đi bao kỷ niệm buồn vui của con người, nhưng nó không thể giúp chúng ta vượt qua những cạn bẫy của cuộc đời. Duy chỉ có lời dạy của Đức Thế Tôn mới có thể chuyển hóa mọi nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này thành bình thường và an lạc, mang lại an vui, hạnh phúc đến tất cả mọi người. Có lẽ thấu hiểu và cảm nhận được điều này mà ngày nay đã có rất nhiều bạn trẻ tìm đến với giáo lý Phật Đà, cùng nhau về chùa học đạo, tu nhân tích đức để trang bị cho tâm hồn của mình sự bình an, thanh thản, rồi từ đó có hướng đi đúng đắn trước ngưỡng cửa cuộc đời. Cũng chính từ nhân duyên này mà hôm nay, ngày 16 tháng 7 năm 2009, tại giảng đường chùa Hoàng Pháp nhân khóa tu mùa hè lần thứ 5, ban tổ chức thực hiện chương trình Phật giáo đồng hành cùng tuổi trẻ nhằm giúp cho giới trẻ biết cách ứng dụng lời Phật dạy thông qua những tâm sự chia sẻ kinh nghiệm của các bạn đi trước, những người đã biết cách đưa ánh sáng Phật Pháp vào cuộc đời. Và sự nhiệm màu của Phật Pháp đã giúp họ tìm ra ý nghĩa đích thực, sự đáng yêu, đáng sống của đời mình. Bây giờ, trước tiên chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trao đổi với người mẫu Trương Thị Mây. Chào Mây. Giờ đây mọi người không chỉ biết tới Mây như là một diễn viên điện ảnh, một người mẫu chuyên nghiệp, mà còn là một Phật tử thuần thành. Điều đó tưởng chừng như mâu thuẫn, bởi một bên là sự hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, bên kia lại là sự giản dị bình lặng, không mấy ồn ào náo nhiệt theo giáo lý nhà Phật. Vậy Mây có thấy gặp khó khăn gì giữa hai cách sống dường như khác biệt đó không? Mời Mây cùng chia sẻ với các bạn nha. Dạ, con kính bạch chư tôn đức, các bạn khán giả thân mến. Hôm nay Mây rất là vui mừng khi được gặp các bạn trong khóa tu mùa hè năm nay. Mây rất là vui. Mây xin tự giới thiệu về mình. Mình tên là Trương Thị Mây, pháp danh là Tâm Lạc. Năm nay mình vừa tròn 21 tuổi. Sau đây Mây xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Dạ, Mây là một Phật tử thuận thành. Cuộc sống của Mây rất là giản dị. Mây thích ăn chay trường và nhất luôn tin tưởng vào Đức Phật. Nhưng cuộc sống và số phận đã đưa Mây đến với nghề người mẫu và diễn viên điện ảnh. Điều này thì lúc đầu đã làm rất nhiều người phải ngạc nhiên và lo rằng Mây sẽ gặp khó khăn trong công việc. Bởi vì nghề nghiệp của Mây luôn gần với ánh đèn sân khấu, gần với cái đẹp hào nhoáng, như hào nhoáng của trang sức nè, quần áo nè, phấn son nè,
những cái rất rất là cần thiết cho giới trẻ, cho cái đẹp, phải không các bạn? Thật ra thì nghề người mẫu và diễn viên điện ảnh đã đến với May rất rất là tình cờ, như là số phận vậy đó các bạn. Sau khi May là Á hậu 1 của báo Thế giới Phụ nữ năm 2006 thì May đã dễ dàng trở thành người bạn thân của sàn Catwalk, đó là sàn diễn đó các bạn. Nét đẹp phương Đông pha trộn một chút nét đẹp phương Tây đang cùng với hình thể lý tưởng đã giúp May trở thành người nổi tiếng. Nhưng yếu tố làm May nổi tiếng nhanh hơn đó là Á hậu ăn chay trường. Á hậu có phong cách hiền hậu và thích đi chùa hơn là đi chơi, thích đi đâu cũng có mẹ. Nhưng các bạn có thích đi đâu cũng có mẹ không nào? Còn về phim ảnh thì dù trong vai diễn nào, có lộng lẫy như thế nào thì đó cũng là vai diễn. Còn May vẫn là May, thích sống một cuộc sống giản dị và hiền hậu thật thà. May có thể nói rằng nghề nghiệp của May không hề gây khó khăn hay ảnh hưởng gì cho một Phật tử thuần thành như May, mà trái lại, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì May vẫn áp dụng lời Phật dạy, và đó là yếu tố căn bản và cần thiết nhất trong cuộc sống. Dạ May xin hết. Vâng, May vừa chia sẻ với các bạn là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, May vẫn thực hiện theo lời Phật dạy, vì đó là yếu tố căn bản và cần thiết nhất trong cuộc sống, đúng không ạ? Vậy May có thể giải thích rõ hơn vì sao nó là yếu tố căn bản và cần thiết nhất trong cuộc sống được không ạ? Dạ, May thấy được là người là một điều rất là khó. Được là hiểu được Phật Pháp thì càng khó hơn. Nhưng bây giờ May muốn khuyên các bạn rằng hãy tu đi nào. Nếu một ngày nào đó, thời gian hay vô thường lấy đi vẻ đẹp tuổi thanh xuân của mình thì lúc đó muốn tu thì cũng đã muộn rồi ạ. Vâng, thưa các bạn, như May vừa chia sẻ thì được thân người rất là khó, gặp được Phật Pháp lại khó hơn. Cái đẹp hiện tại bây giờ chẳng qua là cách đối đãi của thế gian này mà thôi. Hiện tại mình sống như thế nào, điều đó mới quan trọng. Và như May vừa trình bày thì chỉ có cách học theo giáo lý của nhà Phật thì mình mới trưởng thành.